Nam sinh văng tục các cô giáo trước sự chứng kiến của cả lớp. Học đường có còn tôn nghiêm. Chiều ngày 17 tháng 2, mạng xã hội xôn xao trước clip quay tại một trường trung học. Không rõ thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc nhưng hiện tại, cư dân mạng đang vô cùng bức xúc trước những hành động của nam sinh trong clip. Cụ thể, không rõ có chuyện gì xảy ra mà nam sinh ngồi cuối lớp đã liên tục nói bậy, sử dụng nhiều từ ngữ khó nghe. Tập thể lớp ngồi xung quanh cũng không hề can ngăn mà chỉ ngồi bàng quan nhìn, một số còn thể hiện thái độ cười đùa. Đáng chú ý là thời điểm này cô giáo vẫn đang đứng trên bục giảng. Mọi việc lên tới đỉnh điểm khi nam sinh này đứng dậy, hùng hổ chạy lên bục giảng, dù được các học sinh trong lớp can ngăn và không ngừng hô thôi. Thôi, ngay khi đối mặt với cô giáo, nam sinh liền vung tay, tát cô và quay mặt đi về chỗ ngồi. Không rõ mọi chuyện sau đó ra sao nhưng chỉ vài chục giây clip trước đó đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, đứng ngồi không yên vì sự hỗn hào của những cô cậu học trò. Nick Facebook AQ bàng hoàng, mình xem lại mấy lần, không dám tin vào những gì mắt thấy. Thời mình đi học, học sinh luôn sợ thầy cô một phép, đến cười đùa trong lớp cũng không dám. Mong là nhà trường sẽ xử lý thật nghiêm trường hợp này. Bên cạnh những comment bức xúc, một số người cũng tỏ ý nghi ngờ tính chân thực của clip. Nick Facebook NT thắc mắc, có khi nào clip này là dàn dựng không? Sao học sinh lại dám hành hung cô giáo như thế? Hiện tại clip này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Sự việc trên làm chúng ta nhớ tới vụ việc bị nhắc thiếu gọn gàng, học sinh tát thầy giáo vào năm 2012. Vào thời điểm trên, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã rất bức xúc khi biết vụ việc một học sinh đã thẳng tay tát vào mặt và dùng hung khí tấn công thầy giáo chỉ vì thầy giáo nhắc nhở học sinh ăn mặc gọn gàng trước khi vào lớp. Cụ thể, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 5 tháng 5 năm 2012, PHV, học sinh lớp 11 trên 10, trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, bị thầy giáo Nguyễn Thanh Tú, giáo viên môn toán, nhắc nhở phải ăn mặc gọn gàng trước khi vào lớp học. Vì nhắc nhở, học sinh PHV không những không nghe lời mà còn tát thẳng vào mặt thầy giáo Nguyễn Thanh Tú giữa rất đông học sinh của lớp. Ngay sau khi tát thầy giáo, Nam chạy xuống hộc bàn lấy thanh sắt mang theo để tiếp tục đánh thầy giáo. Tuy nhiên, thầy Tú đã đưa tay đỡ được và bị thương nhẹ. Nhiều học sinh của trường chạy đến can ngăn và báo lãnh đạo nhà trường. Vụ việc sau đó được báo cho công an xã đến lập biên bản và xử lý. Nam sinh đánh cô giáo gãy mũi, bất tỉnh vào năm 2011. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2011, khi chạy xe máy từ trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, tỉnh Ninh Thuận, về nhà, cô giáo dạy hóa Lý Thị Thu Hương đã bị một nam sinh mặc đồng phục của trường chặn lại đạp, đánh ngã xuống đường tại cầu Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Cô giáo bị chảy máu mũi ướt cả áo khoác, bất tỉnh phải vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, cô Sương được các y bác sĩ khâu vết thương sau gáy dài 5 x 0,5 cm. Kết quả chụp X-quang cho thấy cô giáo Sương bị gãy xương chính mũi. Theo lời nhân chứng, trên đường về nhà ông thấy hai xe máy cùng ngã trên đường. Lúc này có một học sinh đạp liên tiếp vào mặt một người phụ nữ. Theo trình bày của cô Sương, nam sinh chặn đường đánh cô là em Nguyễn Như Thành, học sinh lớp 11B2A của trường. Vào giờ hóa, Thành không chịu làm bài tập nên cô Sương có nhắc nhở nhưng Thành không nghe mà tự ý ôm cặp bỏ về. Khi bị Thành chặn xe, cô Sương tưởng Thành muốn xin lỗi cô nhưng không ngờ Thành nói lớn, bà dám cả gan dẫn mặt hả, rồi đạp xe cô. Thành còn đạp giày liên tiếp vào mặt, mũi cô giáo khiến cô bị bật ngửa, phần gáy đập mạnh vào xe. Hay việc học sinh dùng gậy đập thầy giáo tới tấp vào năm 2012. Sự việc xảy ra ngày 19 tháng 3 năm 2012 tại thành phố Sóc Trăng. Học sinh manh động đánh thầy là Lý Thái Bình, lớp 11C3 thuộc một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Do vi phạm nội quy của trường nên Bình bị thầy Nguyễn Thành Trung, là giáo viên đồng thời là giám thị phụ trách lớp 11C3, nhắc nhở. Không nghe thầy giáo nhắc nhở, Bình lấy một khúc cây dài chừng 1 mét xông vào đánh thầy Trung tới tấp. Trước hành vi hung hãn của học sinh, thầy Trung chỉ biết đưa tay lên đỡ rồi hô hoán để mọi người xung quanh can thiệp. Học sinh có hành động côn đồ này sau đó đã bị nhà trường kỷ luật. Học trò đánh thầy, cô giáo, hiện tượng đang báo động. Vụ việc nam sinh tát cô giáo mới đây hay những vụ học sinh, sinh viên ra tay đánh thầy giáo, cô giáo chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ như bị thầy cô nhắc nhở về việc ăn mặc, làm bài tập xảy ra ngày càng nhiều khiến nhiều người lo sợ về việc văn hóa học đường đang xuống cấp trầm trọng. Những giá trị đạo đức cốt lõi bị đảo lộn, truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị mai một. Nhiều chuyên gia xã hội học, chuyên gia tâm lý, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh cho rằng đây là một hiện tượng đáng báo động, cần tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hành vi côn đồ, manh động của một số học sinh trên để tìm cách đẩy lùi tình trạng nguy hiểm này. Bên cạnh nguyên nhân từ phía học sinh, một số chuyên gia cũng cho rằng hiện tượng này còn có thể do nhiều nguyên nhân khác như cách ứng xử của người lớn, của một số thầy cô giáo chưa phù hợp khiến hình ảnh thầy, cô giáo trong mắt học sinh không còn đẹp như trước nữa. Chính vì thế, để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai, ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng học sinh côn đồ, cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến các học sinh này làm như vậy. Trong đó có nguyên nhân từ chính các thầy, cô giáo để giải quyết tận gốc vấn đề.